giờ mình lắp ráp thử bơm nước cho đăng thể 1.8 và cái máy xăng nha bà con, rất là dễ lắp ráp. Thì theo tốt rồi đâu lắp nha, một là mình 9.000 mà con mua cho phù hợp. Đây nó có ống cấy nè con, đây nó có ống cấy đây nha, ống cấy bằng lục giác á, đây chiếc cái dạng mà con nói ốc này ra, đây ốc này ốc cấy đây, đây thấy không, bà con đúc thẳng vô này, dân thể 168. Đây dân thể 168. Còn có cốt 19 ly và cốt 20 ly bà con đặt cho phù hợp nha. Cái này là chuyên hút sâu đẩy xa hay gọi là bơm nén đó. Nguyên bộ máy là từ 5.5, 6.5, 7.5. Cốt thẳng tua nhanh sạm được nha bà con. Đây. Gắn vô đây có vào lưới nhanh chữa cháy là con gỡ ra vô rất nhẹ nhàng ha. Gắn vô, con gỡ gắn vô thôi ha. Rất là nhẹ nhàng. Đó. Ống ga thường thường là 49 nha. Nó còn mua 50 nhát vô đó, mua chiều thử test thử chạy cho con coi nha. Nhân thể 168. Giờ cho máy xăng. Nó gấp rất là dễ rồi con ơi. Rồi con là có điện thoại luôn nè. 0886356707. Alo. Alo. Nghe anh ơi. Hỏi đi anh. Đây dân thể 168 dành cho máy xăng. Đầu vô ga là 49 nha bà con. Dân thể thường thường vô ga bằng nhau. Vô ga 49. Nguyên bộ đây. Con có mua về xài thôi. Lắp ráp cũng dễ dàng mà con cứ siết bốt ống rồi thôi. Cứ siết bốt ống lại là xài thôi. Rất là tiện, toàn bộ bằng gan nên có thể là đi nước mặn, nước phèn là không sao luôn bà con. Cái này đó con nào có xài gì đây, nước đây. Có xài nước đây. Con nhớ vô phải cho ống xin cho đầu vô nha, đầu vô phải kính nha bà con. Đầu vô phải kính. Đó là dân thể 168 dành cho máy xăng. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.